mở rộng phát huy dân chủ để huy động trí tuệ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy khóa mới là mấu chốt để giúp cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nói riêng và các cấp nói chung đạt được kết quả như mong đợi. Sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại Đại hội Đảng bộ xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Đại hội lần thứ 24 Đảng bộ xã Trung Châu, đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Đan Phượng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới phù hợp với thực lực của địa phương và bầu được đội ngũ cán bộ cấp ủy đủ khả năng lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân, biến các mục tiêu đó thành hiện thực, tạo được niềm tin trong Đảng, trong dân. Tôi rất tin tưởng là cái cấp ủy khóa mới này sẽ vững vàng hơn và sẽ chỉ đạo tốt hơn cái nhiệm kỳ vừa qua. Kỳ này cấp ủy đã bầu ra những người thấy là rất là xuất sắc, chuẩn chỉ để đưa đường lối của nhân dân lên từng bước một. Có được kết quả đó là nhờ Đảng bộ xã Trung Châu đã phát huy dân chủ rộng rãi, huy động trí tuệ trong Đảng, trong dân, đóng góp cho đại hội. Trước khi tiến hành đại hội, dự thảo báo cáo chính trị được phổ biến tới tận từng chi bộ, từng người dân để lấy ý kiến đóng góp, nhất là về phương hướng và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Thông qua cái báo cáo ngày hôm nay thì chúng tôi đã được tham gia đóng góp ý kiến từ chi bộ cơ sở và được cái là tham gia đóng góp ý kiến trên bằng nhiều cái hình thức. Viết xong, dự thảo xong thì đưa xuống cho các ngành tổ chức các cái hội nghị cán bộ chủ chốt của địa phương, rồi mời các đồng chí là cán bộ hưu trí qua các thời kỳ tổ chức để lấy ý kiến. Sau đó thì tiếp tục là gửi lên trên huyện xin ý kiến của các ngành tham gia đóng góp và đưa xuống đại hội các chi bộ tiếp tục là thảo luận đóng góp và chỉnh sửa lại, lần cuối cùng thì mới đưa ra đại hội. Công tác nhân sự cũng được đưa ra bàn thảo kỹ lưỡng, lấy ý kiến và đạt được sự thống nhất cao trước khi tiến hành đại hội. Chúng tôi căn cứ vào thực tế của địa phương và thực tế công tác trong cái thời gian nhiệm vụ kỳ của khóa mà sáng suốt lựa chọn những cái đồng chí có đạo đức, có phẩm chất, có năng lực trong cái nhiệm kỳ tới. Cùng với việc chuẩn bị văn kiện là các đồng chí chuẩn bị tốt cái công tác nhân sự, từ việc rà soát, bổ sung quy hoạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ trước đại hội. Sau đó các đồng chí thực hiện quy trình 5 bước về công tác nhân sự hết sức dân chủ, công khai và đảm bảo đúng theo cái quy định của Đảng. Thêm một yếu tố nữa giúp cho đại hội thành công, đó là trước đại hội, những sự việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người dân đã được quan tâm giải quyết thấu đáo, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã. Trong cái nhiệm kỳ 2015-2020, thì được sự giúp đỡ của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng và với sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương thì đã có một cái bước bứt phá, giải quyết được nhiều những vấn đề về an sinh xã hội, kinh tế của địa phương. Đã giải quyết được cái mục tiêu khó khăn nhất. Một là cái biên giới giữa hai xã không mâu thuẫn và đời sống nhân dân rất tin tưởng. Cái thứ hai là đưa được số nhân dân Vạn Vĩ lên bờ mà từ ngàn đời đến nay người ta không làm được. Cái thứ ba là giải quyết cái nội bộ mâu thuẫn của ao môi trường của hai thôn 10, thôn 11. Như vậy có thể thấy, để đại hội thành công, vấn đề mấu chốt là phát huy dân chủ rộng rãi, huy động được nhiều nguồn lực chất xám đóng góp cho đại hội. Đại hội phải thật sự tiêu biểu cho trí tuệ và dân chủ. Đây là kinh nghiệm thiết thực, cần áp dụng, phát huy không chỉ ở đại hội đảng cấp cơ sở mà còn ở các cấp khác. Sau đại hội này thì chắc chắn một điều là ban chỉ đạo huyện và tổ công tác cũng sẽ có cái họp rút kinh nghiệm, chúng tôi cũng sẽ từ đó để có những cái là rút kinh nghiệm đối với cái công tác chỉ đạo về cái đảng bộ của mình để thực hiện nó tốt hơn. Một trong những kinh nghiệm nữa là trong quá trình kể cả từ khi chuẩn bị và tổ chức đại hội là chúng ta luôn luôn phải đảm bảo nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng và phát huy được dân chủ thực sự trong công tác đảng. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng là sẽ đem lại thành công cho tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.